Trong trận đấu giữa đội tuyển Tây Ban Nha và đội tuyển Costa Rica vào rạng sáng 24 tháng 11 thuộc bảng E World Cup 2022, chàng cầu thủ số 9 Gavi Pablo thực hiện pha lốp bóng kỹ thuật cho Dani Olmo. Bóng chạm vào người cầu thủ Costa Rica, nhưng số 21 của Tây Ban Nha vẫn đoạt được bóng trước khi dứt điểm tung lưới đội bóng Trung Mỹ để mở tỷ số ngay ở phút thứ 11 của trận đấu. Nam cầu thủ số 9 của Tây Ban Nha đã nhanh chóng ghi điểm trong mắt người hâm mộ, không chỉ với lối chơi bóng kỹ thuật mà còn thu hút bởi vẻ ngoài điển trai, gương mặt sáng. Anh chàng là một trong những cầu thủ trẻ nhất tham dự World Cup 2022. Gavi có tên đầy đủ là Pablo Martin Paez Gavira, sinh ngày 5 tháng 8 năm 2004. Tiền vệ này sớm bộc lộ tài năng ở Học viện Real Betis với 95 bàn thắng trong vòng 2 năm. Sau đó, Gavi gia nhập lò đào tạo La Masia ở tuổi 11 và luôn là cái tên nổi bật ở các đội trẻ Barca. Tháng 9 năm 2020, Gavi ký hợp đồng chuyên nghiệp và được đôn từ đội U16 lên đội U19 của Barca. Đây cũng là điểm khởi đầu cho hành trình thăng tiến thần tốc của Gavi. Đầu năm 2021, Gavi bắt đầu khoác áo đội Barca B và sớm được gọi lên đội 1 của Barca. Cuối tháng 8 2021, Gavi có màn ra mắt đội 1 Barca khi vào sân thay cho Sergi Roberto trong trận thắng Getafe 2-1 ở La Liga. Và nhanh chóng đốn tim người hâm mộ cũng như ban huấn luyện của Barca và đội tuyển Tây Ban Nha. Theo thống kê, Gavi đã chơi 60 trận cho Barca và 12 trận cho đội tuyển Tây Ban Nha trong vòng hơn một năm qua. Số lần ra sân khủng khiếp cho thấy sự ưa thích mà huấn luyện viên Xavi và huấn luyện viên Luis Enrique dành cho Gavi. Tiền vệ cao 1m73 có thể hình, kỹ năng chơi bóng và những đường truyền sáng tạo rất giống với bộ đôi huyền thoại Xavi Iniesta. Tuy nhiên, Gavi vừa là một nghệ sĩ, vừa là một đấu sĩ. Tài năng 18 tuổi luôn tỏa ra nguồn năng lượng máu lửa, sẵn sàng cày nát mặt sân và không e ngại bất kỳ đối thủ nào trong những pha đọ sức tay đôi. Mới chỉ khoảng một tháng trước, Gavi gây tranh cãi rất nhiều với hai giải thưởng Copa Trophy và Golden Boy. Người hâm mộ đưa ra những cái tên cho rằng xứng đáng hơn với tiền vệ Barcelona, trong đó có Jamal Musiala của Bayern Munich. Sau ngày cả hai tiền vệ trẻ này cùng ra mắt World Cup vào tối qua, khi đội tuyển Tây Ban Nha gặp đội tuyển Costa Rica, có lẽ những câu trả lời xác đáng nhất đã có. Trong ngày Musiala nhạt nhòa và tỏ ra non nớt trong trận thua của đội tuyển Đức, Gavi lại lập ra những cột mốc mới cho bản thân mình. Anh là cầu thủ trẻ nhất của Tây Ban Nha đá chính trong một giải đấu lớn. Ở con số 18 tuổi 110 ngày ấy, anh cũng là cầu thủ trẻ nhất ghi bàn cho đội tuyển Tây Ban Nha tại World Cup, đồng thời là cầu thủ trẻ thứ 3 ghi bàn trong lịch sử của giải đấu này, sau Pele năm 1958, 17 tuổi 239 ngày và Manuel Rosas năm 1930, 18 tuổi 90 ngày. 18 tuổi, chúng ta làm được gì cho gia đình và tổ quốc? Với Gavi, anh đã là người hùng được cả dân tộc quý mến. Một người mới chỉ 18 tuổi đã có những bước chạy đầu tiên tại World Cup khiến nhiều người phải khiếp sợ. Gavi cùng với đồng đội trẻ khác là Pedri hoàn toàn đủ sức để kế thừa những di sản mà Xavi và Iniesta để lại. Họ còn có nhiều thời gian để phát triển, thậm chí có thể nghĩ về họ sẽ xuất sắc hơn bộ đôi trước. Trước mắt dưới bàn tay của Luis Enrique, hãy xem cặp đôi này sẽ đưa một tập thể đầy đáng gờm này tiến xa tới đâu tại World Cup 2022.